Kiếp này em nợ anh. Tác giả Linh Trang. Tập 4. Về đến nhà, Thành báo ngay cho Quân nội dung trao đổi ngày hôm nay. Đồng thời, anh không quên nhắc nhở bạn mình phải giữ sức khỏe, không được để cơ thể nhiễm lạnh và đặc biệt là tinh thần phải hết sức thoải mái để chiến thắng bệnh tật. Quân cảm động lắm. Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc khi luôn có bên mình những người bạn thật tốt. Anh gọi điện báo cho anh trai để chuẩn bị làm các xét nghiệm ghép tủy. Alo anh ơi, mai lên với em nghe. Quân hả? Em đang ở ký túc xá hay ở bệnh viện? Yên tâm đi, mai anh chị lên ngay. Quân ngập ngừng. Anh đừng nói với ba mẹ biết, em không muốn hai người lo lắng đâu. Anh biết rồi, mai anh lên, nghe. Buông điện thoại rồi Quân lại khóc. Như vậy anh vẫn còn tia hy vọng được cứu sống, mặc dù còn rất mong manh. Anh thầm cảm ơn ông trời đã tặng cho anh những người bạn rất tốt. Họ vừa là bạn, vừa là ân nhân của cuộc đời anh. Nếu có cơ hội được sống tiếp, anh nguyện sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa những người bạn này. Mệt mỏi, anh dần ngủ thiếp đi với nụ cười trên môi. Sáng hôm sau, đúng hẹn, Thành và Trung ôm tập hồ sơ của Quân chờ ông Vinh ở cổng bệnh viện. Đúng 8 giờ, xe của ông Vinh tới. Trung ngạc nhiên khi thấy cả ba anh cùng bước xuống. Anh ngập ngừng. Con chào ba. Chào bác. Ông Hoàng nhìn con trai và Thành. Hai đứa tới lâu chưa? Dạ, tụi con cũng mới tới. Thấy Thành đang cầm hồ sơ của Quân trong tay, ông nói. Đưa hồ sơ cho bác rồi vào cùng với bác luôn. Thành khiêm tốn từ chối khéo. Dạ thôi, tụi cháu xin phép chờ dưới này. Bỗng ông Vinh nhìn về phía phòng viện trưởng đon đả. Ok, viện trưởng tới rồi. Làm phiền anh quá. Không sao, mấy khi anh ghé thăm, chúng ta vào phòng trực đi. Trưởng khoa đang chờ ở trong đó đó. Họ cùng bắt tay và ôm vai nhau đi vào. Thành và Trung ngồi ngoài chờ. Lâu lắm mà chưa thấy ba và bác Vinh trở ra. Hai anh lo lắng và hồi hộp. Không biết tình hình có khả quan hay không. Cầu mong bạn của mình còn cơ hội. Anh Thành dỗ vai Trung ra chiều bình tĩnh khi thấy anh nôn nóng sốt ruột. Hơn nửa tiếng sau thì ba và bác Vinh cũng trở ra xe. Hai người chưa kịp chạy tới hỏi xem tình hình thế nào thì đã thấy ba và bác Vinh lên xe và chạy luôn ra chiều vội vã lắm. Hai người nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trung sốt ruột định gọi cho ba nhưng Thành ngăn lại. Em bình tĩnh, đừng có làm phiền hai người, kiên nhẫn chờ kết quả đi. Sau khi nghe viện trưởng phân tích về tình trạng bệnh nhân và khuyên nên chuyển lên tuyến trên điều trị, điều kiện sẽ tốt hơn. Hai người quyết định đưa hồ sơ lên bệnh viện tuyến trên có các chuyên gia nước ngoài trực tiếp can thiệp. Giám đốc bệnh viện cũng là người quen nên rất nhiệt tình. Sau khi xem hồ sơ, bệnh viện chấp nhận điều trị nhưng chỉ dám khẳng định tỷ lệ là thành công 50-50. Vì bệnh đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối, nhưng may mắn là chưa di căn vào những bộ phận nguy hiểm. Hơn nữa, chi phí sẽ khá lớn nếu phải mua tủy thích hợp. Còn nếu có tủy của người thân trong gia đình thì chi phí sẽ ít đi. Ông Hoàng từ bệnh viện gọi về cho Trung. Con đang ở đâu? Trung vội trả lời. Con và anh Thành vẫn đang chờ ba và bác Vinh ở cổng bệnh viện đây nè. Tiếng của ông Hoàng gấp rút. Các con lên bệnh viện tỉnh ngay. Dạ, tụi con đi ngay. Lập tức, hai anh em chạy ngay đến bệnh viện thì đã thấy hai người đang chờ ở đó. Họ cùng ghé vào quán cà phê ngay cổng bệnh viện để nói chuyện. Ông Hoàng nôn nóng. Nhà của Quân có anh em ruột nào không? Có thể hiến tủy không? Dạ, Quân còn anh trai và chị gái. Tụi con đã thông báo và đang trên đường đến đây. Chỉ cần nghe đến đó, quay sang trợ lý, bác Vinh quyết định luôn. Tốt,
anh vào làm hồ sơ nhập viện cho bệnh nhân. Dạ, thưa sếp. Thấy trợ lý trả lời nhưng vẫn ngồi im, Thành nôn nóng. Dạ, bác để cháu vào làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy luôn. Miệng nói nhưng Thành đã đứng dậy đi ngay. Trung thấy vậy cũng chạy theo, nhưng Thành quay lại kêu Trung khẩn trương về chở Quân lên bệnh viện và đón người nhà của cậu ấy. Phân công nhiệm vụ cho Trung xong là Thành nhanh chân chạy thẳng vào phòng trực của bệnh viện. Tất cả việc làm lẫn tác phong của Thành không qua được mắt của ông Vinh. Ông mỉm cười gật gù vì một ý nghĩ vừa chợt đến. Tất cả mọi chi phí để chữa bệnh cho Quân đều do ông Vinh chi trả. Ông Hoàng cũng muốn được hỗ trợ một phần, nhưng ông không đồng ý. Ông nói với ông Hoàng. Anh hãy để tôi thực hiện lời hứa với các cháu. Tâm tôi sẽ thấy thoải mái hơn. Ông Hoàng áy náy. Nhưng kinh phí quá lớn, em phụ đỡ cho anh cũng được mà. Tôi lo được, cậu mong ca mổ thành công. Vấn đề là tinh thần của cậu ta thôi. Em tin vào sức trẻ, cậu ấy sẽ vượt qua mà. Mặc dù công việc ở cơ quan rất bận rộn, nhưng sau mỗi ngày làm việc, nếu còn thời gian là ông Vinh lại ghé bệnh viện và động viên Quân cố gắng mạnh mẽ để vượt qua. May mắn cho anh là tủy của anh trai đã có kết quả phù hợp và sẵn sàng để ghép tủy, chỉ chờ sức khỏe của anh ổn định sau khi các bác sĩ hội chẩn sẽ tiến hành ca mổ. Trong những ngày này, Ngọc Ngân và chị gái của Quân thay phiên nấu đồ bồi dưỡng cho anh mau hồi phục. Chiều nay Thành nhận được một cuộc gọi. Alo, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Thành không? Dạ đúng rồi, ai gọi đó? Tôi là thư ký của sếp Vinh. Em chào chị. Sáng mai 7:30 anh lên gặp sếp Vinh, nhớ mang theo hồ sơ. Cảm ơn chị. Mừng quá. Thư ký hẹn anh sáng mai mang hồ sơ lên cơ quan gặp bác. Vậy là bác đã thực hiện lời hứa, đã giúp đỡ anh có việc làm rồi. Anh vừa mừng vừa lo, không biết có chuyện gì. Nhưng anh cũng đã hình dung rằng bác sẽ giúp đỡ anh có công việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của mình. Nhưng đảm nhận công việc gì thì anh chưa biết. Cả đêm anh hồi hộp xen lẫn lo lắng nên không ngủ được. Nhưng anh không sợ khó, sợ khổ. Cho dù công việc mới không có thuộc lĩnh vực chuyên môn, anh cũng cố gắng học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ và không phụ lòng tin của bác Vinh. Đúng 7:20 sáng, anh đã có mặt nơi cổng cơ quan. Bác bảo vệ nhìn thấy anh cầm theo bộ hồ sơ liền hỏi. Cháu đi xin việc à? Sao lại vào đây? Dạ, cháu vào gặp bác Vinh. Ông Vinh chưa có tới, cháu vào phòng chờ một chút nghe. Dạ, bác. Ngay lúc đó, thì xe của ông Vinh cũng vừa mới tới. Nhìn thấy Thành đang ngó xung quanh tìm phòng, ông gọi. Thành đến rồi đó hả? Cháu chào bác, cháu vừa mới tới thôi. Theo bác lên phòng nghe. Dạ, may quá, cháu gặp bác luôn ở đây. Cháu đã hình dung được làm công việc gì chưa? Dạ chưa, nhưng cháu nghĩ là nếu cố gắng thì việc gì cũng làm được. Bác chấm cháu ở cái điểm đó đó. Người thanh niên không sợ khó, sợ khổ thì việc gì cũng làm được. Dạ, thưa bác. Cháu có biết lái xe không? Dạ có. Ok, vậy thì tốt rồi. Lên đến phòng, Thành đưa hồ sơ cho ông Vinh, nhưng ông không hề đọc. Thấy lạ, anh hỏi. Bác không xem hồ sơ của cháu à? Bác đã phỏng vấn cháu xong rồi. Còn hồ sơ thì có bộ phận kiểm tra giùm cho bác. Bây giờ chỉ nhận nhiệm vụ thôi. Cháu cảm ơn bác. Cháu rất vui. Tình hình là vậy. Mẹ anh trợ lý kiêm lái xe cho bác bệnh nặng. Bác cho anh ấy nghỉ phép một tháng để chăm sóc mẹ. Trong thời gian một tháng, cháu sẽ thay thế anh ấy. Cháu có làm được không? Công việc trợ lý thì cháu chưa có làm bao giờ. Nhưng nếu được bác chỉ dạy thì cháu sẽ cố gắng. Vậy thì được rồi. Bàn làm việc của cháu ở đằng kia kìa. Ông Chinh chỉ tay về phía cái bàn trống. Dạ, bây giờ cháu làm luôn hả? Làm luôn chứ. Vậy có phải về nhà báo cáo với người yêu không? Cháu chưa có. Anh về bàn làm việc và mở máy xem tài liệu.
Chỗ nào không hiểu thì anh hỏi ông Vinh và cô thư ký. Anh thấy mình thật may mắn, cho nên người ta nói ở hiền thì sẽ gặp lành, quả là không sai. Anh nhắn tin cho Trung. Trung ơi, anh có việc làm rồi. Sao nhanh vậy anh? Hôm qua mới gặp nhau mà em có thấy anh nói gì đâu. Đúng rồi, chiều qua thư ký của bác Vinh gọi cho anh. Tốt quá rồi, nhưng anh làm bảo vệ hả? Mày coi thường anh mày vậy. Mày quên rằng anh mày đã từng tốt nghiệp đại học à, lại còn là thầy giáo vùng cao nữa nghe. Em chọc anh thôi. Vậy bác có cho anh làm việc gì? Anh là trợ lý hẳn hoi nghe. Em coi thường anh quá. Bác Vinh chọn lầm người rồi. Thôi, không có giỡn nữa. Tình hình có Quân sao rồi? Em mới vào thăm Quân sáng nay. Nói chung tiến triển tốt. Từ ngày có anh chị của Quân ở dưới quê lên, mọi việc cũng nhàn đỡ hơn. Em, Ngân và Ngọc đã trở lại trường để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp ra trường. Thời gian này anh bận rồi. Em cố gắng nghe. Dạ anh. Dạo này do ăn uống đủ chất và tinh thần thoải mái, sức khỏe của Quân có chuyển biến rõ rệt. Anh không còn chóng mặt ngất xỉu nữa. Da đã có sắc hồng và nụ cười đã nở trên môi. Ngọc ngoài giờ ở trường thì cô thường xuyên mang bài vào cùng ôn với Quân. Nhìn các bạn hết lòng với em mình mà anh chị Quân cảm động lắm. Cảm ơn trời Phật đã ban cho em mình những người bạn vô cùng quý giá. Cả gia đình đều mang ơn và trân quý tình bạn thiêng liêng đó. Vậy là Thành cũng đã làm trợ lý cho bác Vinh được hơn nửa tháng. Thời gian thử việc cũng đã sắp hết. Công việc này tuy mới mẻ nhưng không có quá khó đối với anh. Bác Vinh có vẻ vui và ưng ý lắm. Bác gái điện cho anh nói sáng mai chở hai mẹ con đi chùa. Anh hiểu ý của bác gái, muốn tác hợp cho anh và Hương. Nhưng với anh, tình yêu phải là sự tự nguyện từ hai phía, không thể gượng ghép được. Cái gì cũng do duyên số, nên đành phó mặc cho ông trời mà thôi. Anh xin ý kiến của bác Vinh. Thưa bác, sáng mai bác gái nói cháu chở bác và Hương đi chùa. Anh xem lịch công tác chưa? Sáng mai có cuộc họp rồi. Gọi điện nói hai mẹ con đi xe nhà đi, hoặc gọi taxi, không có lộn xộn được. Dạ, cháu biết rồi. Rời phòng làm việc của bác Vinh, anh lưỡng lự mãi, không biết bây giờ nên trả lời với bà Vinh như thế nào để không phật ý bác gái. Thật khó cho anh quá. Dạ, alo, cháu chào bác. Sáng mai khoảng 8 giờ con ghé đón bác và em nghe. Cháu xin lỗi, sáng mai có cuộc họp quan trọng mà cháu không có nhớ. Sao vậy? Bác lỡ hẹn với bà Hoàng rồi. Hay cháu nói em Trung chở bác Hoàng rồi ghé đón bác luôn. Bác muốn cháu chở bác và em Hương, chứ nhà có xe mà, em Hương lái cũng được. Cháu xin lỗi, hẹn dịp khác nha bác. Vậy là thoát nạn. Với những tình huống như thế này, anh phải thật khéo léo, không làm mất lòng bác gái, mà vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu hôm nay anh không hỏi ý kiến của bác Vinh thì nguy rồi. Dạo này chuẩn bị thi tốt nghiệp nên Trung cũng ít khi về nhà. Anh muốn bảo lưu kết quả cho Quân, nhưng Quân không chịu, vừa điều trị vừa ôn bài. Ngọc luôn bên cạnh chăm sóc và động viên anh cố gắng. Bà Hoàng thì luôn lo lắng sợ Ngân không đủ sức khỏe. Bà muốn cô về nhà để bà tiện chăm sóc, nhưng cô e ngại không đồng ý. Hơn nữa, ở ký túc xá với Ngọc sẽ tiện hơn. Chính vì vậy, Trung cũng phải ở ký túc xá để chăm sóc cho cô. Ngày thi sắp tới cho nên ai cũng bận rộn. Sức khỏe của Quân cũng tốt hơn. Chờ các bác sĩ hội chẩn và tham khảo ý kiến của các chuyên môn. Xong là lên lịch mổ. Dù rất mệt mỏi và từng cơn đau như xé ruột gan, nhưng Quân không có đầu hàng. Những lúc tỉnh táo, anh lại tranh thủ lôi bài ra học để kịp chương trình với các bạn. Chiều nay, bác Vinh cho gọi Thành qua phòng. Ông hỏi anh có hứng thú với công việc này hay không? Có gặp khó khăn gì nữa không? Sao rồi? Tình hình có ổn không? Dạ, ổn. Cháu đã quen công việc, nhưng còn thiếu kinh nghiệm nên còn phải học hỏi nhiều. Có cái gì chưa biết thì hỏi chị Lý, thư ký đó nghe. Chị ấy giỏi lắm đó. Dạ, cháu cảm ơn bác. Chị đã giúp đỡ cháu nhiều rồi.
Chiều nay bác muốn vào bệnh viện gặp giám đốc xem tình hình ca mổ như thế nào. Khi nào thì tiến hành, nhân tiện ghé thăm Quân, bác có ấn tượng rất tốt với chàng trai này. Dạ, dạ bác. Cháu học cùng trường nhưng ra trường trước, vậy tại sao lại có thể chơi thân với các em khóa sau vậy? Bất ngờ ông Vinh hỏi làm Thành lúng túng. Ờ, chuyện này bác hỏi cho vui thôi. Chuyện tuổi trẻ các cháu, ngày xưa tuổi thanh xuân, thế hệ các bác sống đơn giản lắm, không có như các cháu bây giờ đâu. Dạ, cháu với Quân nhà Trung liên quan đến một cô gái tên Ngọc. Có thể kể cho bác nghe được không? Bác có mỗi một cô con gái, nhưng do bận công việc nên ít quan tâm và dành thời gian để hiểu tâm tư, tình cảm của con. Bác thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này. Thành kể cho bác Vinh nghe về câu chuyện tình yêu của anh và Ngọc. Anh ra trường và tình nguyện đi vùng cao dạy 3 năm. Do điều kiện khắc nghiệt, đường xá và phương tiện khó khăn, sau đó do không quen khí hậu, nên anh bị sốt rét, được địa phương chuyển về bệnh viện huyện điều trị, nên hai người mất liên lạc với nhau. Trong thời gian đó, Quân luôn ở bên chăm sóc cho Ngọc, tình cảm lớn dần và họ yêu nhau. Hết hạn 3 năm, thì biến cố xảy ra khi mẹ anh qua đời. Lần về chịu tang, anh có trở về trường, thì biết Ngọc đã yêu Quân và đang hạnh phúc. Mặc dù rất đau khổ, nhưng anh quyết định lùi bước và ra đi. Cảm phục và mến nhau để rồi gắn kết một tình bạn, tình anh em. Khi Quân phát hiện ra mình bị bệnh ca, Quân tuyệt vọng, mất niềm vui, niềm tin và nhờ Trung liên lạc với Thành. Thấy Thành xúc động, ông Vinh đưa ly nước cho anh. Cháu uống nước đi, nghe câu chuyện của cháu mà bác xúc động quá. Giọng của Thành nghẹn lại. Khi gặp cháu, tâm trạng của Quân suy sụp lắm. Em gửi gắm Ngọc cho cháu, chăm sóc để chuẩn bị tinh thần ra đi. Bình tĩnh nè, chàng trai à. Cháu và Trung không có đầu hàng, hai anh em tìm cách để cứu Quân, nhưng thật tình là quá sức, cho đến khi gặp bác. Bác hiểu rồi, bác cháu mình cùng cố gắng nghe. Cháu cảm ơn bác. Buổi chiều, Thành và bác Vinh đến bệnh viện. Khi đến nơi thì anh đi gửi xe còn bác Vinh vào trước. Khi anh vào thì rất ngạc nhiên, bởi bác Vinh đang đứng ngoài cửa phòng ra dấu im lặng. Thành lại gần nhìn vào, thấy Quân một tay ôm bụng, một tay cầm tài liệu học bài. Bên cạnh tô cháo vẫn còn nguyên. Bác Vinh quay mặt đi nén cảm xúc. Thành xúc động nghẹn ngào, anh luôn nhủ thầm. Quân ơi, cố lên em. Tiếng chị gái của Quân cắt ngang dòng suy nghĩ. Bác và em đến thăm Quân hả? Ờ, bác ghé thăm em nó một chút. Mời bác vào chơi. Thôi, để cho Quân nó học bài. Ốm đau là vậy mà chăm học quá. Sức khỏe của Quân khá lên nhiều rồi bác à. Gia đình của cháu xin cảm ơn bác đã cứu em. Bác có làm được cái gì đâu. Các bác sĩ chữa cho Quân chứ. Ông Vinh quay sang nói với Thành. Bây giờ cháu vào với Quân đi. Bác lên gặp giám đốc một chút xíu xem khi nào thì mổ được. Dạ bác. Quân thấy anh Thành đến thì mừng lắm. Anh hôm nay tỉnh táo nên tranh thủ học bài. Ngập ngừng một chút, Quân ấp úng. Anh Thành. Anh đây. Khi có lịch mổ ghép tủy, em muốn gặp tất cả mọi người. Để làm gì vậy? Để mà lỡ mà ca mổ không có thành công và em không có tỉnh lại nữa. Toàn là ăn nói lung tung không à. Em cứ linh cảm. Anh hứa với em đi. Bản lĩnh của em để đâu rồi? Sao lại bi quan như vậy? Em chỉ nói như vậy thôi mà. Không có chữ níu. Thành tỏ ra mình là đàn anh, luôn mạnh mẽ. Nhưng trong lòng tràn đầy cảm xúc. Nhìn Quân tiều tụy mà anh như muối sát vào tim. Anh muốn khóc thật lớn, gào thật lớn để trách ông trời thật bất công. Quân là một chàng trai quá tốt, luôn nghĩ đến mọi người mà sao ông nỡ. Tiếng của bác Vinh cắt dòng suy nghĩ của Thành. Chàng trai, sao rồi, khỏe chưa? Quân giọng yếu ớt. Chào bác. Phải mạnh mẽ lên. Dạ, cháu cảm ơn bác. Nghe lời của bác,
tinh thần phải thật tốt để chuẩn bị chiến đấu với bệnh tật và nhất định phải thắng. Thành sốt ruột. Tình hình sao rồi bác? Đã có lịch mổ rồi. Trước ngày mổ một ngày, Quân cứ bồn chồn lo lắng. Mọi người đã có mặt đầy đủ bên anh. Thành xin bác Vinh cho anh nghỉ một ngày để động viên an ủi Quân. Ngọc thì cố gắng tỏ ra bình tĩnh cho anh yên tâm, nhưng giọng nói đã khàn đặc do cô khóc nhiều. Đứng bên ngoài, Thành và Trung đã nghe tất cả, cũng lặng lẽ lau đi giọt nước mắt. Bác sĩ nói tỷ lệ thành công là 50-50, nên chưa thể biết trước được điều gì. Nhưng nếu cứ như thế này, thì Quân sẽ suy sụp mất. Anh thấy cần phải vào để vực dậy tinh thần cho mọi người. Anh trách Ngọc đã không giữ lời hứa với anh. Cô hứa sẽ bình tĩnh để động viên Quân. Vậy mà bây giờ lại ôm nhau mà khóc. Thành bước vào, anh nói lớn để trấn an mọi người. Sao vậy? Ngày mai ghép tủy để nhanh khỏi bệnh thì phải mừng chứ. Ngọc, em ra ngoài cho anh. Không, anh cho em ở đây với Quân đi. Bây giờ hai đứa bình tĩnh nghe anh hỏi đây nè. Em muốn ghép tủy để sống hay là không ghép tủy và chấp nhận đầu hàng số phận? Nhưng bác sĩ nói chỉ thành công 50% thôi. Ok, anh đồng ý. Nhưng cho dù 50% cũng hy vọng còn hơn là thất bại. Nghe lời của anh, phải mạnh mẽ lên, không có nhắc tới tiêu cực nữa. Em phải hết sức tỉnh táo để tự cứu mình, nghe không? Dạ, em sẽ cố gắng. Còn Ngọc nữa, làm sao? Hứa với anh không? Em xin lỗi, nhưng tại anh Quân khóc trước mà. Quân nên nhớ, mọi người luôn ở bên em. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, giữ sức khỏe để mai mang tin mừng về cho mọi người. Nói rồi Thành đi ra ngoài, thấy Trung đang đứng đầu cúi xuống lặng lẽ. Anh biết cậu ta cũng đang xúc động. Chính bản thân anh cũng vậy thôi. Đứng trước cửa sinh tử, con người mới hiểu được cuộc sống này đáng quý biết nhường nào. Tiếng chuông điện thoại của Hương làm cho anh giật mình. Em gọi anh có chuyện gì không? Em muốn lên thăm anh Quân. Lạ quá, anh Quân có quen em đâu. Anh lại chọc quê em rồi. Em nấu đồ bổ mang lên cho anh ấy ăn nè. Anh nói số phòng cho em đi. Thôi, em ở nhà đi. Anh không nói thì em hỏi ba. Mệt với nàng quá à. Muốn gì là phải có bằng được. Trung đang đứng ở đó, cũng phải buồn cười. Anh chọc quê Thành. Tình hình này sắp tới làm con rể xếp Vinh rồi đó. Em để cho anh sống với mà. Nàng này mà biết rồi, bám riết là anh chỉ có chết và chết, không có lối thoát đâu. Thì trợ lý là con rể càng tốt chứ sao? Rể cái gì ở đây? Anh chưa hỏi tội của mày đó. Giấu thư để anh mất người yêu vào tay của thằng Quân. Ê, không có nói chuyện cũ rồi nha. Em mất công giấu thư, mong có được nàng. Nhưng cuối cùng thằng Quân ở giữa, nó hưởng. Cái thằng... Bởi vậy, anh em mình trắng tay. Hai anh em lại cười. Cũng không biết từ lúc nào mà họ lại gắn kết với nhau nhanh đến vậy. Bây giờ Quân gặp nạn, họ đau như chính bản thân của mình đau vậy. Sáng nay, Quân bắt đầu vào ca ghép tủy. Cả ông Vinh và ông Hoàng cũng đến bệnh viện chờ tin tức. Ngọc và chị gái Quân cùng ôm nhau động viên và cầu nguyện cho anh được bình an. Thành và Trung đứng thẫn thờ. Tất cả mọi người đều im lặng, nhưng ai cũng căng thẳng và cùng mang một tâm trạng như nhau. 9 giờ, rồi 10 giờ. Tiếng tích tách từ cái đồng hồ mũi kim cứ chậm chậm nhích từng chút một. Đã mấy tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy tin tức từ bên trong báo ra. Ai nấy đều hồi hộp căng thẳng. Đã 4 tiếng rồi. Trung không bình tĩnh nổi nữa, lên tiếng phá tan không khí im lặng. Đã hơn 4 tiếng rồi, sao lâu quá? Thành nhắc nhở. Em yên lặng có được không? Tiếng của Ngọc thúc thích bên cạnh. Anh muốn điên lên rồi đây nè. Mấy đứa có yên đi không? Cả hai người đều im bặt. Họ không dám thở mạnh. Không phải họ sợ anh Thành, mà họ sợ không có tập trung để nghe được tin báo từ bác sĩ về tình hình ca mổ. Tất cả đứng im. Từ sáng tới bây giờ chưa có ai ăn gì trong bụng, mà giờ đây cũng không ai có tâm trạng để mà nghĩ đến ăn uống nữa. Tất cả đều hướng mắt vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Phía trên đèn đỏ vẫn còn sáng, báo hiệu ca mổ chưa có chấm dứt. Cửa phòng cấp cứu vừa mở, tất cả cùng chạy đến, bác sĩ báo tin cho mọi người yên tâm. Ca mổ bước đầu thành công rồi, nhưng vẫn còn phải tiếp tục theo dõi trong môi trường vô trùng. Trung sốt ruột. Quân đã tỉnh chưa bác sĩ? Bệnh nhân chưa có tỉnh. Người anh hiến tủy sức khỏe tốt, mọi người tạm thời yên tâm. Bác sĩ hiện giờ chỉ mới thông báo cho gia đình tin tức vậy thôi. Cảm ơn bác sĩ. Tất cả như dở quà, ai nấy đều vui mừng, miệng cười mà sao mắt ai cũng nhòa lệ. Ngọc khóc nức nở, cô khóc vì mừng và xúc động. Anh sẽ vượt qua và mãi mãi bên cô. Ngồi một mình trong phòng, ông Vinh trầm tư ra chiều suy nghĩ. Vợ chồng của ông có mỗi một mụn con gái. Sau cái sự việc vừa rồi, ông mới giật mình và cảm thấy mình cũng có lỗi với con. Ông đã không dành thời gian quan tâm, chia sẻ với con mà giao hoàn toàn trách nhiệm cho vợ. Chiều hôm qua, nghe con gái nói buồn và thấy cuộc sống vô vị vì không có việc làm. Ông muốn con của ông tự tay kiếm được đồng tiền có ý nghĩa. Ông muốn con hòa nhập vào nhóm sinh viên hoạt bát, năng động như Thành, như Trung và Quân. Nhưng ông biết mở lời thế nào đây? Rồi con của ông sẽ làm việc gì khi chuyên ngành học ở nước ngoài chuyên về kinh doanh nhà hàng, khách sạn? Ông nghĩ mình già rồi nên tham khảo ý tưởng của lũ trẻ. Ông gọi cho Thành. Cháu qua phòng của bác nghe. Dạ bác. Khoảng 10 phút, Thành có mặt, nhìn chàng trai rất nam tính, phải nói là đẹp trai. Tác phong nhanh nhẹn hoạt bát. Ông ưng lắm. Ông nên bắt đầu từ đâu đây để Thành không hiểu lầm. Bác cho gọi cháu. Cháu ngồi uống nước đi, nói chuyện gia đình mà. Có chuyện gì, cháu có giúp được gì không? Bác đang rối đây nè, không biết bây giờ phải bắt đầu từ đâu. Nếu có thể, bác nói cho cháu biết có được không? Ông Vinh tâm sự với Thành về những trăn trở của mình. Ông cũng còn mấy năm nữa là nghỉ hưu, nên không thể bao bọc mãi cho con gái được. Mà nếu để con một mình ra nước ngoài sinh sống, thì tuổi già của hai ông bà sẽ cô quạnh một mình. Chính vì vậy, ông muốn con gái có công ăn việc làm ở Việt Nam, nhưng với tính cách của Hương, không thể ngày một ngày hai mà thuần hóa ngay được. Nghe ông Vinh tâm sự, anh hiểu tâm trạng của người làm cha làm mẹ, đều mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với con của mình. Anh lặng người lại nhớ đến mẹ, cả cuộc đời mẹ buôn bán tảo tần để lo cho anh ăn học. Đến khi ra trường, ngay cả khi mẹ bị tai biến qua đời, anh cũng không được ở bên mẹ trong những giây phút cuối đời. Anh thật bất hiếu, chưa báo hiếu cho mẹ được một ngày nào. Ông Vinh hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành. Tình hình là như vậy, cháu có ý tưởng nào không? Dạ, chuyên ngành của em Hương học là kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Cháu nghĩ nếu gia đình có điều kiện thì kinh doanh mảng này quá tốt, thưa bác. Không giấu gì cháu. Mấy chục năm qua, bác cũng tích góp được một số tiền. Hiện nay gia đình đang còn một lô đất lớn do ông nội em Hương để lại cho bác. Nếu xây khách sạn cũng tốt. Nhưng với một mình em Hương là con gái thì làm sao bác có thể tin tưởng mà giao cả sản nghiệp cho. Bác có thể thành lập công ty. Ban đầu thì tạm thời dùng số tiền đã có xây khách sạn và nhà hàng. Sau này khi mọi việc hoạt động đã đi vào quy củ thì sẽ phát triển các chuỗi nhà hàng tiếp theo. Cháu tốt nghiệp chuyên ngành gì? Dạ, cháu tốt nghiệp sư phạm, nhưng cháu có học thêm chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tốt quá, bác sẽ quan tâm vấn đề này. Theo cháu, nếu thực hiện được như vậy thì quá tốt. Các sinh viên chuẩn bị ra trường, chúng cháu đều có việc làm. Hay lắm, bác rất quý và mong muốn con gái của bác học được nhiều điều từ các cháu. Bác quá khen thôi, tụi cháu sống và làm việc trên tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Bác trân quý tình cảm của các cháu. Về nhà, bác sẽ suy nghĩ kỹ và tham khảo thêm ý kiến của bác gái. Về nhà, ông nói chuyện với vợ. Bà nói với ông. Chiều mai, ông mời cậu Thành tới nhà ăn cơm, rồi bàn kỹ vấn đề này ngang. Ông Vinh cũng tỏ ra phấn khởi. Chiều mai, hai bác cháu ghé bệnh viện thăm cậu Quân, sau đó về thẳng đây luôn, bà chuẩn bị đồ ăn ngang.
Chuyện đó ông yên tâm đi, để tôi lo. Bà cho con đi thăm anh Quân với. Hương mè nheo. Bà đi thẳng từ cơ quan chứ không có ghé về nhà được. Vậy con kêu taxi rồi cùng với ba đi luôn. Cũng được. Tại bệnh viện, Quân đã tỉnh nhưng còn yếu vì vẫn phải truyền hóa chất và chờ thời gian để tủy thích nghi. Anh vẫn phải nằm trong phòng vô trùng thêm ít ngày nữa cho an toàn. Tinh thần của anh đã tốt hơn nhiều. Ngọc lên thăm anh nhưng không được vào nên rất buồn. Cô nhớ và lo lắng cho anh, nhưng bác sĩ dứt khoát không có chấp nhận, chỉ cho phép hai người nói chuyện qua điện thoại với điều kiện không có được làm anh xúc động. Lúc này xe của ông Vinh cũng vừa mới tới. Thành lại chỗ mấy chị em đang ngồi và hỏi Ngọc về tình hình của Quân. Vẫn biết rằng giờ đây Ngọc đã thuộc về Quân, nhưng không hiểu sao mỗi khi mặt giáp mặt và nhìn vào đôi mắt đó là tim của anh lại đập loạn nhịp. Cũng dễ hiểu thôi, vì người con gái đang ngồi trước mặt là mối tình đầu của anh. Lặng lẽ anh quay mặt đi và buông tiếng thở dài. Hương chạy tới ôm lấy cánh tay của Thành. Anh Thành! Cô bé này tự nhiên quá. Ngọc nói nhỏ với Thành và nháy mắt về phía Hương. Lúc này ông Vinh từ phòng giám đốc đi ra. Ngọc và chị của Quân cúi đầu lễ phép chào. Mọi người hồi hộp chờ đợi xem tình hình của Quân. Dù bác Vinh chưa nói nhưng nhìn nét mặt cười của bác là mọi người yên tâm rồi. Thành và Ngọc lặng người. Hai anh em không còn nước mắt để khóc vì quá vui mừng. Vậy là Quân đã được cứu sống. Ngày mai Quân được ra phòng tiếp tục điều trị rồi. Bác sĩ khen nghị lực của chàng trai này rất tốt. Hai người cứ đứng im lặng như vậy. Anh muốn ôm cô động viên an ủi, nhưng vô hình có một cái gì đó cản ngăn. Anh chợt giật mình. Ngọc ngày xưa của anh vô tư hồn nhiên, lúc nào cũng hót líu lo đâu rồi, mà thay vào đó là một Ngọc lúc nào cũng hoảng hốt lo lắng. Đôi mắt đẹp hay cười bây giờ lúc nào cũng sưng húp vì khóc. Hương sửng sốt. Khi thấy Thành ôm Ngọc, cô định chạy lại với anh, nhưng ông Vinh đã nhanh tay kéo lại. Con định làm cái gì vậy? Ba nhìn kìa, tại sao anh Thành lại ôm chị đó? Hai người là bạn thân của Quân, họ đang xúc động. Con không chịu đâu. Con không có được làm phiền người khác. Nhưng anh Thành... Anh Thành làm sao? Con có tư cách gì để có quyền quản lý người ta chứ? Ba... Ba mong con hãy chín chắn hơn lên. Nếu cậu ba vừa nói là Thành hỏi thì con sẽ trả lời như thế nào? Nghe lời ba, hãy tôn trọng tình cảm của người khác. Hương im lặng và khóc. Cô không hiểu bản thân của mình. Cô biết mình xinh đẹp lại giàu có. Từ trước tới bây giờ cô muốn gì mà không được. Vậy mà thấy con gái rơi nước mắt, ông Vinh cũng thương lắm. Ông lại gần dỗ nhẹ lên vai con an ủi. Bình tĩnh đi con gái của ba, mọi người đang nhìn con kìa. Ba ơi, bây giờ con phải làm sao để anh Thành để ý tới con? Tình yêu phải từ cảm xúc của hai người, cảm xúc phát sinh từ cuộc sống. Con hãy thay đổi bản thân, sống thật tốt và hòa đồng với mọi người, rồi tình yêu đẹp đẽ sẽ tự tới. Chúng ta không có gượng ép được. Lúc đó không chỉ một anh Thành mà còn nhiều chàng trai khác nữa. Lúc đó sợ không có duyệt hết đơn rồi lại ba ơi nữa cho mà coi. Ba cứ chọc con hoài à. Con thấy bà nói có đúng không? Thôi, chúng ta về ăn cơm, không mẹ con chờ đó. Quay sang Thành, ông gọi. Chúng ta về thôi. Bác chờ cháu gọi taxi cho Ngọc về ký túc xá, một chút xíu thôi ạ. Cháu làm sao vậy? Tiện đường chở cô ấy về ký túc xá rồi chúng ta về nhà. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu muốn ở lại đây thêm một chút nữa rồi cháu sẽ về sau. Thành khó xử quá. Anh không dám cãi lại ông Vinh, nhưng để Ngọc lại một mình, trời thì tối, rồi liệu có an toàn hay không? Vậy anh đưa bác về rồi anh quay lại đón em. Dạ, không có được đâu. Em tự lo được. Anh đưa bác và Hương về đi. Thôi, chúng ta về. Như vậy cháu về sau nghe. Dạ, cháu chào bác. Khi ba người về đến nhà, thì mâm cơm đã được dọn sẵn. Và Vinh tươi cười chạy ra đón. Thành lễ phép. Cháu chào bác.
Chào cháu, vào nhà đi. Hương khoác tay anh thân mật. Mình vào đi anh. Để anh tự nhiên. Thành khó chịu với Hương lắm, nhưng trước mặt ông bà Vinh nên anh phải giữ phép lịch sự và cùng Hương vào nhà. Bàn ăn gồm 4 người nhưng đầy ắp đồ ăn. Hương tỏ ra tự nhiên, ngồi sát bên anh và gắp liên tục, miệng cười nói không ngừng. Thấy vậy, ông Vinh nhắc nhở. Còn để cho anh tự nhiên ăn nghe, gắp đồ ăn đầy chén vậy thì ăn làm sao nổi chứ. Con thích mà ba. Ừ, cháu mời hai bác. Sau khi ăn xong, mọi người ra phòng khách uống nước. Hương cứ bám riết lấy Thành, làm cho anh khó chịu. Một hồi ông Vinh đề cập đến nội dung về việc thành lập công ty. Thành trình bày phương án, lộ trình từng bước. Về thủ tục hồ sơ, giấy phép doanh nghiệp thì ông Vinh lo. Đến phần nhân sự, ông Vinh có nhà ý muốn Thành đứng tên chủ doanh nghiệp. Gia đình của bác và em Hương tin tưởng cháu và muốn cháu giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp. Vậy ý của cháu thế nào? Nhưng Thành từ chối. Cháu xin phép hai bác được từ chối. Tại sao? Cháu nghĩ đây là công ty gia đình gắn liền với tài sản cá nhân. Em Hương chuyên ngành về nhà hàng, khách sạn thì nên để em giữ vai trò chủ chốt. Tụi cháu sẽ hỗ trợ cho em. Vậy thì chúng cháu cũng có công việc để làm mà cũng thực hiện được ý nguyện của gia đình. Em không có làm được đâu. Em sợ lắm. Con yên tâm được không? Ba thấy anh Thành nói không có hoàn toàn là vô lý đâu. Em phải mạnh mẽ lên. Em đã làm đâu mà nói là không làm được. Có anh và mọi người luôn bên cạnh để hỗ trợ cho em thì lo cái gì? Chúng ta cần bàn bạc và cân nhắc kỹ vấn đề này. Cháu giúp bác lên phương án hoạt động sơ bộ đi. Việc xây dựng bác sẽ làm việc với bên sở xây dựng để lên bản vẽ thiết kế. Suốt đêm không có ngủ được. Thành đã quyết định ra đi nên viết đơn xin nghỉ việc và một lá thư gửi gắm quân cho ông Vinh và xin lỗi ông về sự đường đột này. Xong tất cả mọi thứ, anh xếp gọn đồ cá nhân vào một cái ba lô để lên đường thật nhanh, gọn nhất. Ông Vinh thật bất ngờ khi nhận được đơn xin nghỉ việc của Thành. Thật tình, ông rất quý chàng trai này, nhưng ông không hiểu vì lý do gì mà anh lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Có phải do Hương con gái ông không? Trước tình hình này, ông cũng tạm dừng ý định thành lập công ty để mọi chuyện yên ổn rồi mới tính sau. Ông bỗng thấy buồn. Sao một chàng trai cá tính như Thành mà lại chạy trốn chứ? Tại sao không có tâm sự với ông để cùng tháo gỡ? Hay còn điều gì khó nói mà anh không có tiện nói ra? Tội nghiệp chàng trai quá. Quả chăng chỉ vì mềm yếu trong tình yêu mà thôi. Ông nhắn tin cho Trung. Cháu có rảnh lên gặp bác một chút. Dạ, cháu lên ngay. Gặp ông Vinh, Trung mới biết được việc Thành đã nghỉ việc và ra đi. Anh sửng sốt và bất ngờ. Gọi điện thì không được. Anh gọi điện cho Ngọc, cô khóc trong điện thoại làm anh hốt hoảng vội trấn tĩnh ngay. Em bình tĩnh đi. Tại em. Bây giờ anh đang chỗ của bác Vinh nè, anh sẽ gặp em sau. Dạ. Tại phòng của bác Vinh, hai bác cháu ngồi im lặng buồn bã. Đến giờ này cả hai người vẫn chưa hiểu rằng Thành đi đâu. Bác Vinh không hiểu lý do gì mà anh lại bỏ đi. Không lẽ đơn thuần chỉ vì con gái ông? Bây giờ ông gọi Trung lên để hỏi xem còn lý do gì nữa không. Suy nghĩ một hồi, Trung dự đoán. Theo cháu đoán thì anh Thành ra đi cũng vì Quân. Là sao? Quân đã qua nguy hiểm rồi, có cần bác giúp gì nữa không? Không phải cái chuyện đó đâu. Anh Thành rất yêu Ngọc. Khi ảnh tốt nghiệp và nhận công tác mới, cháu đã giấu thư của ảnh nên giữa hai người đã thất lạc tin tức. Khi anh ấy quay về tìm thì Ngọc đã nhận lời yêu Quân rồi. Vậy là Thành lại nhường Ngọc cho Quân à? Việc này bác không có tán Thành. Anh Thành luôn sống vì mọi người. Vậy Quân nợ ân tình Thành quá nhiều. Bác thương Thành quá. Bây giờ không biết anh ấy ở đâu nữa. Cháu cố gắng tìm Thành về cho bác đi. Theo cháu, chuyện này là tình cảm không có như bác cháu mình nghĩ đơn thuần đâu. Anh Thành và Ngọc cần có thời gian để xác định rõ tình cảm của mình. Bác nghĩ cả Quân nữa. Cháu biết hai người vẫn còn thương nhau lắm, nhưng Ngọc đã nhận lời yêu Quân rồi nên bắt buộc một người phải ra đi. Lỗi là tại cháu. Thôi, bây giờ ở đây trách móc mà được cái gì?
Việc ngày hôm nay bác cũng buồn vì Thành quá. Sao lại yếu đuối vậy cả? Dạ, bây giờ cháu xin phép bác về ký túc xá. Chắc chắn hai cô nương lại khóc hết nước mắt cho mà coi. Bác cũng đau đầu với bác gái và con Hương nữa đây nè. Tạm biệt bác Vinh, Trung chưa về ký túc xá ngay mà anh ghé vào bệnh viện thăm Quân. Tình hình Quân tỉnh táo, tinh thần đã khá hơn nhiều. Mặc dù nói chuyện với Quân qua điện thoại, nhưng giọng nói và anh luôn cười nhiều. Ngày mai anh được về phòng điều trị, sẽ được gặp mọi người nên anh vui lắm. Trung thương anh Thành, thương Quân và cũng có một thời anh đã phải đau khổ vì tình yêu. Anh Thành là người hy sinh nhiều nhất. Khi Trung điện cho anh Thành là Quân lâm trọng bệnh, anh bỏ cả công việc để đi ngay trong đêm. Nhớ đến đây Trung lại thầm nghĩ, liệu anh Thành có về chốn cũ hay không, hay là đi đâu? Giờ đây anh Thành đi rồi, còn mình Trung phải gánh vác mọi việc. Sáng nay, Trung, Ngọc, Ngân đều có mặt từ sớm ở bệnh viện để lo chuyển phòng cho Quân. Ngọc và Ngân hai mắt sưng húp vì khóc tối hôm qua. Trung giật mình nhìn hai người. Hai người bốn con mắt sưng húp như vậy, gặp ông Quân tôi dễ ăn đòn lắm đó. Ông tưởng tôi ăn hiếp mấy người à? Vẫn xinh gái mà, anh chê em đúng không? Không, không, em đẹp mà. Vậy Ngân đẹp, còn mình em xấu đúng không? Đẹp đẹp đẹp, ai cũng đẹp hết đó. Đừng có đanh đá quá, thấy gớm à. Quân được chuyển ra phòng ngoài, cả bốn người vô cùng mừng rỡ. Đã có lúc họ tưởng sẽ xa nhau mãi mãi và không bao giờ được gặp nhau nữa. Từ ngày Thành ra đi, ông Vinh rất buồn. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, về đến nhà là ông lui vào phòng và ít khi ra ngoài. Mỗi khi buồn là ông lại ghé bệnh viện thăm Quân. Đối với chàng trai này, ông có ấn tượng rất tốt. Hai bác cháu thường bàn bạc về kế hoạch hoạt động khi thành lập công ty. Ông tâm sự về những băn khoăn, về pháp danh công ty và ngỏ ý muốn nhờ Quân hỗ trợ. Vì Hương là con gái mà kinh nghiệm kinh doanh ở trên thương trường chưa có. Lúc này, khác với Thành, Quân đã nhận lời. Bác muốn cháu giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp, cháu thấy làm sao? Cháu đồng ý, nhưng với điều kiện. Điều kiện gì cháu cứ nói đi. Cháu yêu cầu hai bên làm một bản hợp đồng thỏa thuận với nội dung cháu sẽ đứng tên giám đốc trên danh nghĩa trong thời gian 3 năm để hỗ trợ cho Hương về chuyên môn, điều hành công ty. Khi cô ấy cứng cáp thì cháu sẽ bàn giao lại cho Hương quản lý. Cháu nói rõ lý do có được không? Mạng sống của cháu đã được bác sinh ra lần thứ hai. Cháu nguyện cống hiến để góp một phần sức lực nhỏ bé vào sự thành công của công ty, nhưng vì đây là công ty của gia đình liên quan đến tài sản cá nhân, nên dù mang ơn bác ngàn vạn lần, cháu cũng không có muốn dính dáng đến tài sản này. Cháu chỉ đứng tên trên danh nghĩa với thời gian là 3 năm mà thôi. Ông Vinh tỏ vẻ rất xúc động. Được, bác đồng ý. Cháu sẽ lên sơ đồ hoạt động, sau khi bên xây dựng hoàn thành rồi thì trình lên bác. Cháu cứ từ từ đi, chú ý giữ sức khỏe nghe. Dạ, cháu biết điều tiết giữa sức khỏe và công việc mà. Ngày mai bác sẽ sang làm việc với bên sở xây dựng để vẽ bản thiết kế thi công. Dạ, chúc bác thành công. Có công rất lớn của cháu đó. Dạ, không có gì, cháu sẽ cố gắng hết sức. À, cháu có tin gì của Thành không? Anh Thành làm sao hả bác? Bác quên, Thành đi công tác. Bác đừng có nói dối cháu. Anh Thành đã xảy ra chuyện gì? Cháu xin bác hãy nói cho cháu biết đi. Biết không giấu được Quân nữa, nên ông Vinh đành nói thật. Thành nó bỏ đi rồi. Bác có nghĩ anh ra đi vì lý do gì không? Bác không biết. Sáng hôm qua, bác chỉ nhận được lá thư gửi gắm bác chăm sóc cho cháu và đơn xin nghỉ việc. Ông Vinh kể cho Quân nghe về buổi tối hôm đó, khi nhận được tin ngày mai anh được chuyển phòng điều trị. Ngọc và Thành mừng quá rồi ôm nhau khóc. Qua ngày hôm sau, Thành đi lúc nào không biết. Cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác. Cháu có đoán được Thành sẽ đến đâu không? Bác sẽ cho người đi tìm. Cháu sẽ có cách, anh ấy sẽ trở về. Vậy bác giao cho cháu nghe. Chàng trai này làm ta đau đầu quá. Ông Vinh về rồi, Quân suy nghĩ mãi. Anh biết Thành sau khi nghe tin anh bình phục đã trốn chạy tình cảm với Ngọc.
Hèn gì mấy ngày nay, anh cứ thấy cô thẫn thờ như người mất hồn. Có hôm hai mắt sưng húp vì khóc. Anh hỏi thì nói đọc truyện tiểu thuyết cảm động nên khóc. Bây giờ anh biết nguyên nhân là đây. Anh thấy mình thật vô tâm và có lỗi quá. Thành yêu Ngọc rất nhiều và với cô vẫn chưa hết tình cảm với Thành. Người ta nói tình cũ không trụ cũng tới, quả là không sai. Quân nghĩ mình nên là người ra đi, hãy trả lại Ngọc cho Thành, mặc dù anh sẽ rất đau khổ. Nhưng như vậy, anh sẽ thấy tâm mình thoải mái, rồi thời gian sẽ giúp anh quên đi nỗi nhớ. Về phía Quân, anh còn mệt lắm nên không muốn ăn gì. Nhưng dì Hương 11 giờ sẽ tới nên anh cũng hẹn Ngọc ngày mai 11 giờ mang đồ ăn đến cho anh. Anh sẽ tỏ ra tình cảm với Hương để xem phản ứng của Ngọc như thế nào. Nghĩ vậy, anh khẽ mỉm cười, nhưng hai mắt lại nhòa lệ, đau khổ. Không biết phản ứng của Ngọc sẽ ra sao. Cô có ghen hay không? Rồi việc gì sẽ xảy ra sau đó? Biết vậy, nhưng anh sẽ sẵn sàng, miễn sao tạo cơ hội cho Thành quay về. Cho dù phải mang tiếng là kẻ phụ tình, thì anh cũng chấp nhận. Hương đến bệnh viện thăm Quân, mà ăn mặc sang trọng, lộng lẫy. Từ xa Quân đã nhận ra, anh tươi cười niềm nở cảm ơn cô nấu đồ ăn rất ngon. Đang ăn, anh bỗng thấy dáng của Ngọc đang đi tới. Anh vội cười giả lả, đút cho Hương ăn cùng. Còn cố ý cúi xuống lau miệng cho cô. Dù bất ngờ và không hiểu chuyện gì, nhưng được anh quan tâm chăm sóc, thì Hương vui lắm. Cô tự nhiên và nhập cuộc ngay. Hai người cứ đút cho nhau như vợ chăm sóc cho chồng vậy. Đứng từ ngoài, Ngọc không nhìn thấy mặt của Hương vì cô quay lưng ra ngoài, nhưng nhìn cách ăn mặc chắc hẳn là giàu có lắm. Cô sửng sốt bàng hoàng và không tin ở mắt của mình. Cô không tin một người như Quân mà thay lòng đổi dạ nhanh như vậy được. Anh đã phụ tình cô để chạy theo kẻ giàu sang. Nhưng thôi, nếu Quân muốn vậy thì cô cũng xin lùi bước, bởi gia cảnh nhà cô làm sao sánh được với độ giàu có của người ta. Nghĩ vậy, cô lẳng lặng quay gót ra về mà mắt nhạt nhòa. Cô khóc cho cảnh đời thật lắm trái ngang. Cô thương Thành đã vì Quân mà bây giờ không biết đang trôi dạt phương nào. Cô khóc cho thân phận của mình đã một lòng chung thủy để chăm sóc cho Quân nên đã từ chối Thành. Mặc dù chưa khẳng định vì cô mới thấy lần đầu, nhưng cô sẽ hỏi Quân cho rõ. Nếu đúng anh yêu cô gái đó, thì cô sẽ rút lui và chúc anh hạnh phúc. Hương về rồi mà Quân lo lắng quá. Tự nhiên đang yên đang lành, không biết kế hoạch có thành công hay không, mà bây giờ lại dướng vào cô nàng con của bác ân nhân cứ bám riết, làm anh thêm mệt mỏi. Nhưng thôi, đã đâm lao thì phải theo lao. Anh sẽ trọn vai diễn đến cùng. Ngọc, anh xin lỗi em. Sức khỏe của Quân đã khá hơn. Anh trai của Quân có nhà ý muốn anh ra viện để gia đình chăm sóc và giảm bớt chi phí. Mặc dù ông Vinh vẫn chịu trách nhiệm chi trả tất cả mọi chi phí cho anh, nhưng gia đình anh rất ái náy. Nghe anh trai nói vậy, Quân đồng ý với anh mình. Mọi việc giải quyết trong im lặng. Tuy nhiên, anh xin phép ông Vinh. Cháu chào bác, cháu xin phép bác ra viện. Có việc gì không Quân? Cháu đã khỏe chưa? Đừng có chủ quan nghe. Bác định chiều nay vào thăm cháu, đã có bản vẽ thiết kế rồi. Dạ, cháu biết sức khỏe của mình, bác yên tâm đi. Ừ, nếu vậy chiều nay ta bàn luôn vấn đề này. Nhưng bác ơi, còn chuyện gì nữa? Cháu muốn bác giấu kín cái chuyện này, kể cả Hương con gái của bác. Cháu muốn được yên tĩnh để nghỉ ngơi và ôn thi, thời gian không có còn nhiều. Bác hiểu rồi, cháu cứ yên tâm đi. Chắc con bé lại làm phiền cháu, đúng không? Tính của nó vẫn như vậy mà, chưa có thay đổi được. Quân ra viện, anh không về ký túc xá, mà anh về ngôi nhà anh trai của Quân đã thuê gần bệnh viện để dễ bề chăm sóc vì sức khỏe của anh còn yếu. Hơn nữa, anh muốn tránh mặt Ngọc và cả Hương nữa. Anh rất mệt nên cần phải yên tĩnh. Thời gian vừa rồi, Ngọc giận anh nên không đến bệnh viện. Ngược lại, anh mệt mỏi vì sự quan tâm thái quá của Hương con bác Vinh. Chính việc làm hôm trước làm cho cô hiểu lầm là anh có tình cảm với cô, mà anh không có cách nào giải thích được. Anh biết nói thế nào đây? Nếu cô biết anh dùng cô làm vật thế thân để đối phó với Ngọc, thì anh thật sự là một thằng đàn ông hèn mạt và không thể chấp nhận được.
lúc đó sự việc sẽ bị đẩy đi quá xa. Nghe Trung nói Ngọc bệnh và khóc nhiều, chỉ anh là người hiểu nguyên nhân do mình gây ra làm cho cô đau khổ. Nhưng biết làm sao, anh cũng nhớ cô quay quắt và thương cô thật nhiều. Nhưng không còn cách nào khác, hy vọng khi nghe tin anh và Ngọc chia tay thì Thành sẽ quay về. Anh biết anh Thành vẫn đi bên đời để bảo vệ Ngọc. Anh cay đắng chấp nhận trong im lặng và chỉ biết xin lỗi cô. Nhận được tin nhắn của Trung nên Thành định thu xếp công việc để trở về. Không phải anh bỏ đi mà anh muốn được sống một mình để có thể tĩnh tâm suy nghĩ. Buổi tối tại bệnh viện, anh đã thật sự rất xúc động khi ôm Ngọc. Anh biết rằng mình vẫn chưa thể quên được cô và còn yêu cô rất nhiều. Lần trước anh tự nguyện lùi bước nhường Ngọc cho Quân là anh đã sai quá rồi. Đáng lý ra anh phải mạnh mẽ và có bản lĩnh làm bờ vai vững chắc để bảo vệ cô. Còn quyết định yêu ai là quyết định của cô và anh hoàn toàn tôn trọng. Lần này trở về, hai người có điều kiện gần nhau. Ngọn lửa tình yêu bùng cháy, anh không thể kiềm chế được. Và anh có cảm giác Ngọc vẫn còn tình cảm với anh. Trong lúc Quân đang bệnh, nên anh không muốn xảy ra cái điều gì đáng tiếc. Anh cần thời gian và yên tĩnh để suy nghĩ và cảm nhận về tình cảm của mình. Bây giờ nghe tin cô bệnh, anh gọi điện cho Trung. Thấy số điện thoại lạ, Trung hỏi. Alo, ai vậy? Anh đây. Anh ở đâu vậy? Ngày mai anh em mình gặp nhau nghe. Anh ngay bên cạnh em và các bạn đây mà. Anh đang còn có một số việc phải giải quyết chưa có xong. Nhiều chuyện xảy ra lắm. Anh biết rồi, tình hình sức khỏe của Ngọc sao rồi? Ngọc ổn rồi anh à, nhưng hận anh lắm. Vậy yên tâm rồi, hẹn gặp em sau. Thành cúp máy, Trung thẫn thờ không hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh còn nhiều chuyện cần nói với Thành. Nhưng nhận được tin anh vẫn ổn là yên tâm rồi. Hai anh em sẽ gặp nhau. Thành cứ suy nghĩ mãi, anh thấy mình thật là bế tắc. Giờ đây anh phải làm sao để có thể giải quyết tình trạng này? Anh gọi điện cho bác Vinh. Cháu chào bác. Thành đúng không? Cháu đang ở đâu? Bác muốn gặp cháu. Dạ, cháu xin lỗi bác. Cháu đang ở quán cà phê, cháu mới gặp Trung. Trung còn ở đó không? Bác đến gặp các cháu. Trung về rồi ạ. Bác Vinh thấy Thành trở về thì mừng lắm, muốn gặp anh ngay. Mới xa một thời gian ngắn mà cứ tưởng xa lâu lắm, bây giờ mới gặp lại. Thành trầm lặng hơn, ít nói hơn, chỉ ngồi lắng nghe bác Vinh nói. Bác nói về công việc trợ lý của anh. Nếu anh không thích vị trí đó, thì bác sẽ bố trí cho anh công việc khác. Thành suy nghĩ một hồi rồi cảm ơn. Cháu cảm ơn bác, cháu sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Suy nghĩ cái gì nữa? Cháu phải làm việc liên tục sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa. Cháu cảm ơn bác, nhưng cháu từ chối vì con gái bác đúng không? Dạ, không phải đâu. Bác cho cháu suy nghĩ rồi cháu sẽ trả lời cho bác. Suy nghĩ một ngày rồi nghe. Tình hình bệnh của Quân sao rồi bác? Cháu cảm ơn bác đã giúp đỡ bạn của cháu. Quân ra viện rồi. Xuất viện rồi sao? Nhưng mà Trung không biết nữa. Cậu ta còn rủ cháu vào thăm Quân đó. Nhìn thái độ bất thường của Thành, ông Vinh thật không hiểu lũ trẻ bây giờ phức tạp quá. Mấy ngày nay không gặp Quân, con gái ông đã làm khổ ông lắm rồi. Chính vì vậy, ông ít khi về nhà, hãy cứ về đến là chứng kiến nó khóc lóc nỉ non. Rồi vợ của ông chiều con gái cũng ca cẩm cả ngày, làm cho ông muốn điên cái đầu. Ngày xưa, ông quen bà cũng do cha mẹ ông lựa chọn. Gặp nhau hai người gật đầu đồng ý là cưới. Cưới xong được mấy ngày là ông lại lên đường vào đơn vị. Vậy đó mà hai ông bà vẫn sống cùng nhau mấy chục năm trời. Bây giờ ông phải chứng kiến lũ trẻ yêu đương, hờn giận. Sao thấy phức tạp quá? Hay là ông đã già, tư duy tuổi trẻ bây giờ đã khác? Thôi thì suy nghĩ thêm chỉ đau đầu mà thôi. Kệ nó đi. Thành đã tìm đến nhà của Quân. Nhận ra Thành, Quân cảm động làm rơi quyển sách đang cầm trên tay mà nhào đến ôm chầm lấy anh xúc động. Người anh này đã vì Quân mà hy sinh rất nhiều. Cũng nhờ anh cứu giúp mà Quân mới có ngày hôm nay. Lúc tỉnh dậy không thấy Thành, Quân cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ còn gặp anh nữa. Vậy mà giờ đây anh đứng trước mặt Quân bằng da bằng thịt, thật gần gũi và thân thương.
Hai người cứ ôm nhau thật xúc động, không nói nên lời. Lúc sau Thành hỏi Quân. Tình hình sức khỏe của em sao rồi? Em khỏe rồi anh à, em cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì chứ? Em phải cảm ơn bác Vinh là người đã cứu sống em. Nhưng nếu không có anh thì bác Vinh đâu có biết để giúp đỡ em. Em phải cảm ơn Trung và Ngân nữa, cũng vì cái vụ tai nạn này. Em cảm ơn mọi người mà. Vậy tại sao khi ra viện em lại trốn tránh mọi người là sao? Em trả lời anh đi. Quân im lặng, anh nhớ mọi người lắm chứ, nhất là Ngọc. Biết bao đêm anh đã khóc vì nhớ cô, nhưng rồi anh lại nghĩ đến Thành, đã vì anh mà hy sinh quá nhiều, nên bắt buộc anh phải làm như vậy. Chỉ có chia tay Ngọc thì anh Thành mới trở về. Anh đã nợ ân tình của anh Thành quá nhiều. Bây giờ anh không thể phụ lòng anh ấy nữa. Nhưng bây giờ trước câu hỏi của Thành, Quân biết trả lời sau đây. Thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao. Quân ấp úng. Em có lỗi với anh và Ngọc. Em đã có người phụ nữ khác. Cái gì? Em vừa mới nói cái gì? Em đã có bạn gái mới. Em không còn yêu Ngọc và em cũng nhận thấy rằng cô ấy cũng không hề yêu em mà chỉ thương hại em mà thôi. Em vừa nói cái gì? Em có biết không? Dạ em biết chứ. Chính vì sợ bạn gái của em buồn nên em mới tránh mặt mọi người. Người đó là ai? Em... Thật tình Quân không biết Thành lại hỏi câu này. Bây giờ anh biết nói ai bây giờ? Thôi thì đành liều vậy rồi tính sau. Là ai? Sao em không trả lời? Là Hương. Hương con của bác Vinh hả? Quân gật đầu. Thành thật không thể hiểu nổi Quân đang nghĩ gì và cũng không có hình dung được trước khi anh đi cô ta còn bám lấy anh làm anh vô cùng bực bội. Vậy mà bây giờ họ... Anh đứng lên không còn bình tĩnh nữa, anh quát lớn. Em nhìn vào mắt anh mà trả lời. Em có biết mình vừa làm cái gì không, hả? Em xin lỗi anh. Xin lỗi ở đây, hả? Em có biết em vừa làm tổn thương đến Ngọc không? Em có còn là con người hay không, Quân? Hương yêu em và em cũng có tình cảm với cô ấy. Hơn nữa, em mang ơn bác Vinh. Ơn thì trả, nhưng không thể mang cuộc đời của mình ra đánh đổi với cái ơn đó được. Vậy Ngọc đã biết cái điều này chưa? Dạ, chắc cô ấy biết rồi, nên không thấy tới nữa. Anh em mình sai rồi Quân à. Ngọc đã bị tổn thương quá nhiều. Ngọc chỉ yêu mình anh thôi. Sao lúc trước khi anh về gặp em đó, em lại trả lời với anh là Ngọc yêu em và đang rất hạnh phúc. Trong lúc đau khổ và tưởng chừng anh bị bỏ rơi, nên Ngọc mới chấp nhận em và ngộ nhận tình yêu. Còn em thì yêu cô ấy thật lòng. Em nói yêu Ngọc thật lòng. Vậy tại sao trong lúc không có anh mà em nỡ bỏ rơi cô ấy một mình bơ vơ? Em sai rồi anh ơi. Cả hai anh em mình đều sai. Anh đã không bảo vệ cho người con gái mình yêu mà tự rút lui, nhưng cũng không có quan tâm đến cảm nhận của cô ấy. Anh ân hận lắm. Em có lỗi với Ngọc, với anh và mọi người. Em chỉ nói vậy thôi, hả? Anh hãy chăm sóc cho Ngọc. Cô ấy thật lòng yêu anh. Em xin lỗi. Hai người im lặng. Cả hai đều đau khổ và khó nói nên lời. Biết nói thế nào đây khi họ cùng yêu một người con gái và cả hai người đều làm cô tổn thương. Nhất là Thành. Anh ân hận và tự trách mình. Bây giờ anh phải làm sao đây để cho Ngọc có thể tha thứ cho anh. Anh trách Quân và trách luôn bản thân của mình. Anh thấy mình không có xứng đáng để được cô tha thứ. Còn Quân, anh thấy mình đã đi nước cờ sai. Anh phải tìm hiểu tâm tư tình cảm và cảm xúc của Ngọc như thế nào rồi mới nghĩ đến phương án tìm cách tránh xa cô. Anh nghĩ sao làm vậy nên cô bị tổn thương và vô cùng đau khổ. Nhưng thôi, anh phải nén đau khổ diễn cho tròn vở kịch là kẻ phụ tình để trả Ngọc về cho Thành. Rồi sau này mọi người sẽ hiểu. Quân lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành. Anh Thành, em nói đi. Em không muốn gặp lại Ngọc nên anh giữ kín giùm cho em. Em làm vậy cũng không có được đâu. Còn Trung và Ngân nữa. Bây giờ em không biết phải làm sao. Theo anh, hai anh em mình tôn trọng cô ấy và do Ngọc quyết định. Nếu còn yêu em thì em càng trốn tránh cô ấy càng thêm đau khổ. Bây giờ hai anh em mình cạnh tranh công bằng, còn quyết định cuối cùng vẫn là Ngọc. Em không muốn tiếp tục với Ngọc nữa nên đã quen Hương. Em muốn quên Ngọc. Em đừng có làm mình thêm đau khổ. Thời gian sẽ giúp em quên đi nỗi đau. Em nghĩ cần chấm dứt mối tình tay ba này. Nó làm tất cả chúng ta đều đau khổ. Anh sẽ bảo vệ tình yêu của chính mình và nhất định không có buông tay nữa.
Còn nếu như Ngọc không có tha thứ cho anh, thì anh cũng phải chấp nhận thôi. Anh cố gắng chăm sóc cho Ngọc. Cô ấy đã khổ nhiều lắm rồi. Em xin lỗi. Rồi ngày tốt nghiệp ra trường cũng tới. Ngọc lại nhớ đến những kỷ niệm với anh. Cũng tại sân ga này, anh đã bỏ đi khi cô nói lời chia tay, để rồi cô phải theo năn nỉ anh quay lại. Và cũng chính sân ga này, hai người yêu nhau không muốn rời xa khi phải chia tay ngày anh tốt nghiệp. Biết bao kỷ niệm ùa về, cô đang ngẩn ngơ nhớ về dĩ vãng thì bỗng có người thanh niên chạy xe ôm lại gần hỏi nhỏ. Em đi đâu anh chở? Anh là xe ôm hả? Ừ, anh là xe ôm. Nhưng sao không giống các bác xe ôm ở quê em, vừa già vừa chua mồ hôi khét lẹt? Cả hai cùng cười và ôm chầm lấy nhau. Cô yêu anh nên yêu cả mùi mồ hôi lẫn mùi sương gió. Cô hận anh, giận anh tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng kỳ lạ, càng giận thì càng nhớ, mà càng hận lại càng thương. Nhiều khi cô nhủ lòng mình hãy quên anh đi, nhưng càng nói quên thì lại càng nhớ đến quay quắt. Bởi hình bóng anh đã chiếm trọn trái tim cô. Làm bộ hờn dỗi, cô đẩy nhẹ anh ra, nhưng vòng tay anh càng ngày càng siết chặt. Ghé tai cô, anh nói nhỏ. Anh xin lỗi em, từ nay anh không bao giờ rời xa em nữa. Anh thất hứa với em, anh coi thường em. Anh sai rồi, anh không bao giờ coi thường em, mà anh luôn mong em được hạnh phúc. Cho dù anh phải chịu khổ đau vì mất em, thì anh cũng cam lòng, anh chỉ nghĩ đến em thôi. Em cũng sai rồi, em đã ngộ nhận giữa tình thương và tình yêu với Quân nên làm khổ anh ấy. Lỗi là do anh. Khi quay về tìm em, anh nghĩ em đang hạnh phúc nên không có cương quyết giành lại tình yêu của đời mình. Anh luôn nghĩ cho em, nhưng đó không phải là việc làm đúng. Tình yêu có tiếng nói riêng của nó. Thời gian đã 3 năm. Em đã vì anh mà phải khổ. Từ nay mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Sao anh biết em sẽ đến đây? Đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của hai đứa mình, nên anh chờ ở đây và biết rằng thế nào em cũng sẽ tới. Nếu em không đến thì sao? Anh vẫn chờ, cho dù chờ cho tới già. Sau khi Thành đã ra về, Quân ngồi im lặng trong phòng. Anh cảm thấy mình hụt hẫng như vừa mất đi một cái gì quý giá lắm. Vậy là anh đã quyết định rời xa Ngọc mãi mãi. Nghĩ đến đây, nước mắt của Quân cứ chảy, bởi anh biết mình còn yêu Ngọc nhiều lắm. Nhưng cô là của Thành, cô yêu Thành và anh trân trọng tình yêu của họ. Anh bất lực, không thể bảo vệ, chở che cho cô suốt cuộc đời. Anh biết sức khỏe của mình, mặc dù đã ghép tủy thành công, nhưng sức khỏe của anh cũng kém đi nhiều. Hãy quên cô đi để cô được hạnh phúc, vẹn tròn với người cô yêu. Anh thấy mình không có nên tỏ ra yếu đuối để níu kéo lòng thương hại của cô thêm nữa. Thành quá tốt, đã góp một phần công sức rất lớn trong việc cứu sống anh. Cả đời này, kiếp này, anh cũng không thể trả được mối ân tình này. Quân càng nghĩ, càng thấy mình bất lực. Quân không trách ai, không có giận ai, bởi anh có là cái gì đâu. Mọi người đã quá tốt với anh, bây giờ anh phải sống, phải mạnh mẽ để vươn lên. Quân im lặng, anh có khó tính quá không? Hay chỉ vì mới chia tay với Ngọc nên anh không muốn nghĩ đến hình bóng người con gái khác? Nhưng mỗi khi tiếp xúc với Hương, anh cảm thấy gò bó, đôi khi còn khó chịu, không giống như anh tiếp xúc với Ngọc và Ngân hay bất kỳ người con gái khác. Cũng tội cho cổ, cổ quan tâm chăm sóc cho anh mà anh không cảm ơn người ta thì thôi, đằng này... Biết em trai hay tuổi thân và mặc cảm, chị gái của anh lén ra sau nhà gọi cho Hương. Hương à! Ôi, chị ơi! Chị với anh Quân đi đâu mà em tìm không thấy? Anh Quân bỏ em rồi. Ảnh bỏ em nên mới tránh mặt em đó chị ơi. Em bình tĩnh đi, Quân nó mới xuất viện. Còn yếu, cần phải yên tĩnh, hơn nữa nó sắp thi rồi. Thì em có làm gì đâu. Chị biết, nhưng ý của Quân muốn được yên tĩnh nên không gặp ai hết. Hèn chi... Em hỏi ai cũng không nói. Anh Quân có khỏe không chị? Em muốn thăm ảnh được không? Đúng rồi, nên em đừng có buồn nghe. Quân chưa có muốn gặp em. Em chỉ đến mang đồ cho anh ấy ăn thôi và nhìn thấy anh rồi em về. Tội nghiệp em quá à. Tất cả những việc làm của Hương, Quân đều biết.
Anh thấy cô dạo này cũng thay đổi, nhưng Quân muốn xem cô kiên nhẫn được đến đâu. Sáng nay như thường lệ, Hương vừa mang đồ ăn đến thì gặp Quân. Cô lúng túng không biết nói như thế nào mà cứ ấp a ấp úng mãi không nói nên lời. Quân nói nhỏ. Em bày đồ ăn ra đi, anh đói lắm rồi nè. Dạ có ngay. Mừng quá Hương lúng túng làm đổ cả canh ra bàn. Em ra rửa tay, anh xong đồ ăn nha, em lấy thêm chén rồi ăn cùng với anh. Dạ em ăn ở nhà rồi. Anh ăn một mình buồn, em ăn luôn cho vui nghe. Nhìn Hương giờ đây và Hương khi anh mới gặp lần đầu đã thay đổi quá nhiều. Giờ cô ăn mặc giản dị, quần jean áo thun trắng, nhìn gọn gàng và khỏe mạnh, tóc búi cao, làn da trắng hồng được tô thêm một chút son môi nhẹ nhàng, thật là xinh đẹp và dễ thương. Anh cứ ngắm nhìn làm cô e thẹn. Anh dòm gì vậy? Anh thấy em khác quá. Em cố gắng thay đổi vì anh mà. Anh không xứng đáng như vậy đâu. Anh mau khỏe khoắn đi, để còn đi làm với em nữa. Từ nay em đừng có tránh mặt anh nữa, nghe. Vậy là anh đồng ý cho em đến đây thường xuyên, đúng không? Em cảm ơn anh. Anh đang lên kế hoạch hoạt động sơ bộ để thông qua ý kiến của bác. Công trình xây dựng xong thì mình tiến hành. Anh mang ơn bác nên sẽ cố gắng hết sức. Anh đừng có nói ơn huệ ở đây, nghe nó nặng nề lắm. Anh biết rồi. Ăn xong em chở anh qua công trình xây dựng khách sạn nghe. Anh đã khỏe chưa? Anh khỏe rồi. Cảm ơn cái đồ bổ của em mang đến nên anh nhanh khỏe đến vậy đó. Vậy thì ngày nào anh cũng phải ăn đó. Theo như đúng hẹn, sáng nay Thành gặp bác Vinh, hai bác cháu gặp nhau rất vui. Thật tình trong thâm tâm ông rất quý chàng trai này và đã có lúc ông ước giá như ông được một người con rể như vậy. Nhưng người tính cũng không bằng trời tính. Thành đã có người yêu và không thể thay đổi được. Hôm nay anh đến cơ quan gặp ông, đẩy ly trà ra trước mặt Thành, ông tươi cười. Cháu uống nước đi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu đã suy nghĩ cái lời đề nghị của bác chưa? Dạ, cháu suy nghĩ rất nhiều. Cháu cảm ơn bác. Bác biết ngay mà, phải vậy chứ. Hãy về đây làm với bác, bác rất quý cháu. Nhưng cháu xin từ chối, cháu xin lỗi bác. Ủa, sao vậy? Cháu làm bác buồn rồi đó. Dạ thưa bác, thời gian vừa rồi cháu có ý tưởng thành lập trang trại trồng rau sạch, xuất khẩu, mong bác ủng hộ kế hoạch của cháu. Mặc dù không có được cháu hợp tác, bác rất buồn, nhưng bác tin cháu và hoàn toàn ủng hộ. Dạ, cháu cảm ơn bác. Nếu có cần cái gì bàn bạc, hai bác cháu vẫn liên lạc với nhau nghe. 2 năm sau, tại trang trại Ngọc Thành đã diễn ra đám cưới vô cùng ấm cúng và giản đơn như tính cách của cô dâu chú rể. Chú rể bảnh bao trong bộ vest đen sánh vai cùng cô dâu xinh đẹp. Chú rể cười tít mắt, vui lắm. Cô dâu thì xinh đẹp duyên dáng đi bên chồng. Thật là một đôi trai tài gái sắc đáng ngưỡng mộ. Hôm nay, cả hai gia đình ông Vinh và ông Hoàng cũng đến dự. Vợ chồng Trung Ngân đến từ hôm qua để phụ cô dâu chú rể khâu trang trí. Vì mẹ Thành đã qua đời nên ông Vinh sẽ thay mặt nhà trai để đón dâu. Cô dâu hôm nay đẹp lộng lẫy, khoác vai chú rể cùng tiến vào lễ đường, làm ai cũng trầm trồ. Quân mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay Ngọc bước lên xe hoa, thoạt đầu anh cũng chạnh lòng nhưng cũng tươi cười chúc phúc cho cô. Bên cạnh anh, Hương vui tươi hồn nhiên. Anh thầm nguyện rằng người phụ nữ này mới cùng mình đi hết cuộc đời và anh phải bảo vệ, chở che cho người đó. Trời hôm nay đẹp lắm, cả trang trại như bừng sáng bởi muôn sắc hoa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Kiếp Này Em Nợ Anh, tác giả Linh Trang. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Cảm ơn rất nhiều.